bạn khán giả của Di Động Việt, mình là Lê Duyên. Ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp cho các bạn 6 loại smartphone sở hữu camera kép giá trung bình. Đầu tiên thì mình sẽ đề cập đến ngay con Asus Zenfone 4 Max Pro. Bên cạnh dung lượng pin lên tới 5000mAh, camera kép là điểm đáng chú ý của Zenfone 4 Max Pro. Khác với iPhone 8 Plus, nó 8 là Galaxy J7 cộng, thì Asus có camera kép với ống kính tiêu chuẩn và một ống kính góc rộng, kết hợp với nhu cầu chụp ảnh phong cảnh du lịch. Camera đằng trước thì đạt tiêu chuẩn 16MP, đồng thời là được trang bị flash riêng chuyên để selfie. Camera đằng sau là 5MP với góc rộng lên tới 120 độ. Cuối cùng, giá của chiếc điện thoại này chỉ có 4.990.000 đồng. Kế đến là chiếc Lenovo K8 Plus, là chiếc điện thoại khiến mình cực kỳ phân vân để lựa chọn á. Với mức giá là 5.490.000 đồng, thì đây là chiếc điện thoại có cấu hình tương đương và cũng là đối thủ của Galaxy J7 cộng. Thậm chí là nó có thể cạnh tranh trực tiếp với chiếc Zenfone 4 Max Pro luôn. Sở hữu viên pin lên tới 4000mAh, thì Lenovo K8 Plus có màn hình là 5.2 inch Full HD, dùng chip MediaTek 8 nhân và RAM là 4GB, có camera chính dạng kép với độ phân giải lần lượt là 13 và 5MP. Tính năng đặc biệt của camera là khả năng giả lập khẩu độ và điều chỉnh hiệu ứng bokeh. Camera trước có độ phân giải 8MP dành riêng cho selfie với đèn flash riêng biệt. Cái tên thứ ba mà mình muốn nhắc đến đó chính là chiếc Huawei Nova 2i. Không chỉ có camera kép sau lưng thì Huawei Nova 2i còn được trang bị cho mình hai camera đằng trước nhằm tạo thuận lợi khi selfie. Cụm camera đằng trước bao gồm là camera 13MP và 2MP. Cụm camera sau bao gồm camera 16MP và 2MP. Cho các camera trên thì camera có độ phân giải là 2MP thì có nhiệm vụ là xóa phông. Bên cạnh đó thì chiếc Huawei Nova 2i còn được chú ý bởi thiết kế màn hình viền mỏng kiểu mới. Sản phẩm được trang bị màn hình IPS kích thước là 5.9 inch. Điều này giúp tỷ lệ hiển thị 18:9 của máy đạt độ phân giải Full HD là 1080x2160px. Và cuối cùng, mức giá của chiếc điện thoại xịn này tròn chỉnh là 6 triệu đồng. Có hai thương hiệu điện thoại đến từ Việt Nam sở hữu camera kép mà mình cũng tổng hợp luôn trong này á, đó chính là chiếc Compact Kunjo có giá là 5.490.000 và chiếc Movistar Frame X Max với giá nhỉnh hơn chút xíu là 6.789.000 đồng. Đi sâu vào chiếc Compact Kunjo, ngoài việc sở hữu khẩn camera với một camera làm nhiệm vụ chụp ảnh bình thường, camera còn lại cho hình ảnh đen trắng, thì cụm camera này cũng có cho khả năng chụp hiệu ứng xóa phông. Ngoài ra, Compact Kunjo có dung lượng RAM là 3GB, bộ nhớ trong 32GB, chip đồ họa Adreno 510. Máy có dung lượng pin khá tốt lên đến 4060mAh và với tính năng sạc nhanh Quick Charge 2.0 thì máy dùng 2 SIM và có kết nối 4G. Lướt nhanh qua chiếc Movistar Frame X Max thì có thiết kế cũng gần giống với chiếc Huawei Nova 2i á. Cả hai đều có màn hình tỷ lệ 18:9 với viền mỏng và kích thước lớn là 6 inch luôn. Movistar Frame X Max là chiếc smartphone Việt đầu tiên sở hữu 4 camera. Camera kép đằng trước thì được trang bị cảm biến Sony IMX376 có độ phân giải lên đến 20MP, kết hợp với góc siêu rộng tới 120 độ. Cơ mà không hiểu sao giá lại cao hơn chiếc Nova 2i nhỉ? Và cuối cùng thì tớ phải để chiếc Galaxy J7 Plus quen thuộc vào cuối danh sách tham khảo này là vì nó có cái mức giá là 8.690.000 đồng á, cao hơn hẳn so với các đối thủ camera kép tầm trung khác. Cho nên là không biết các bạn sẽ lựa chọn chiếc smartphone nào. Riêng Duy thì Duy đã có sự lựa chọn cho mình rồi, vậy thì các bạn có thể để sự lựa chọn của mình ở comment bên dưới nha. Và đồng thời là các bạn cũng ủng hộ đi channel bằng cách là các bạn có thể like, subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.